Minh chào Sitina, Minh chào Thiện Vũ, Minh chào Sit Pháp Nguồn Lào Cai, Minh chào Thi An Lạc, kính chào Huynh Chánh Tâm. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào Đạo Tràng, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân. Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn Sích Thi Na đã thay mặt Đạo Tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và không biết lý do gì hôm nay thầy kinh vào hơi trễ một chút. Dạ, con xin phép Ngài. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh nhờ vào Đạo Tràng. Mời Thi Na, thỉnh Pháp Sư Thi Na ơi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, giờ đến giờ học của Vi Diệu Pháp với thầy kinh, con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tha Sa Phà Ga Va Tu A Ra Hà Tu Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Tha Sa Phà Ga Va Tu A Ra Hà Tu Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Tha Sa Phà Ga Va Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma Chaloka Thipati Sahambati Katan Chaliyanti Varang Ayachata Santi Thasantam Parajankhajatika Dese Tuthammang Anukam Vimang Pachan Santham Mapherim Vinayam Chakayam Suntam Japantam Abhitam Majamman Akutayantu Chatusan Chadandam Pampu Thanaye Parisayamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyền lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tín giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niềm bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, nhưng điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cầm, đám mưa lành lưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đường trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Nam mô Bụt Thầy nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, nghe rõ không? Alo. Rồi, dạ, rồi, cảm ơn. Rồi, nay mình tiếp tục. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tất Tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavān taṃ abhivādayami. Svakato Bhagavata Dhammo
Dhamma Sami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami Samma Sambuddhamatulang Sasattham Magaduttamang Abhivadiya Pasisang Abhidhammatasangham. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng thần cao quý. Con xin nói về những gì chưa định trong vị diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo Nam mô Sa Di Đà. Thưa quý vị, hôm nay chương trình mình cũng như thường lệ ha. Thêm chút xíu thôi, giờ đọc Pali trước, Pali cái bài gì vừa rồi á. Rồi sau đó có một vài câu nói vui để cho quý vị ôn bài chút ha. Rồi xong đi vào bài học. Rồi xin mời cô Diệu Quỳnh post bài, mời tất cả quý vị quan kỹ tham gia. Mời cô Diệu Quỳnh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Thiên Vũ cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tử. Và con kính lễ Thầy, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc phần Bali. Samuchaya Sangaha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Đoa sát ta tí vi tha vút ta vát thu thầm ma. Sa lạc ga na tê sang đa ni ya tha vô găng. Ba vát khà mi sa mút cha dăng. 72 pháp, 1 tâm, cộng 52 tâm sở, cộng 18 sắc thực tính, cộng 1 niết bàn. Đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây, tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangaho Mitsaka Sangaho Bodhi Bhakkhiya Sangaho Sap Ba sang ga ho cha ti sa mut cha ya sang ga ho cha tup bi tho quê đi tập bồ toát yếu. Các phân loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng Akusala Sangha He Ta Wa Chak Ta Ro A Sa Wa Ka Ma Sa Wo Pha Wa Sa Wo Đích Tha Sa Wo A Wich Cha Sa Wo. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh lậu. Dạ, vậy con đã đọc xong. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào thầy Tinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài kế tiếp ạ. Chattaro okha kamokho pagokho dikthi okho awichokho. Có bốn bậc lưu. Một, dục bậc. Hai, hữu bậc. Ba, kiến bậc. Bốn, vô minh bậc. Chattaro oga kama yogo pawa yogo ditthi yogo awicca yogo.
có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chát ta rô gan tha áp phíp cha ca gan thô qua pa đô ca giác gan thô si lát patapa rama so ca giác gan thô y đăng sắc cha phini quê so ca giác gan thô. Có bốn thắt chặt tứ phược. Một, thắt chặt vào tham dục, tham ái, thân phược. Hai, thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ, thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chắc Taro upadana ka mupa da năng dithupa da năng si dathupa da năng attawa dupa da năng. Có bốn chấp thủ tứ thủ: một, dục thủ; hai, kiến thủ; ba, giới cấm thủ; và bốn, ngã chấp thủ. Chani warana ni kamat chan dani warananang wapa dani warananang thi namit thani warananang uthak chak kuk kut chan ni warananang vichi kik cha ni warananang awik cha ni warananang. Có sáu triền cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn thụy cái; bốn, gạo hối cái; năm, hoài nghi cái; sáu, vô minh cái. Dạ, con đã đọc bài xong. Con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Không kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, không kính đảnh lễ ngài chư đức, quý bà quý cô tư nữ, con kính chào thầy kinh. Con xin phép được đọc bài tiếp. Satta nusaya kama raga nusayo phaka raga nusayo phantiga nusayo mana nusayo vintha nusayo vichin kincha nusayo Awin cha nó sa yo. Có bảy tùy miên, tìm miên tâm tánh ngủ ngầm. Số 1, ái dục tùy miên. Số 2, ái hữu tùy miên. Số 3, phận út tùy miên. Số 4, ngã mạn tùy miên. Số 5, tà kiến tùy miên. Số 6, hoài nghi tùy miên. Số 7, vô minh tùy miên. Đá xa sang dù cha cha na ni ca ma ra ga sang dù cha năng ru pa ra ga sang dù cha năng a ru pa ra sang dù cha năng pa tích kha sang dù cha năng ma na sang dù cha năng tinh thi sang dù cha năng si la pan pa ta pa ra ma sang dù cha năng vinh chính khi cha sang vô cha năng vinh thánh cha sang vô cha năng a vinh cha sang vô cha năng xuất tâm tề. Theo kinh tạng có 10 thần thúc truyền dây trói buộc: một, ái dục truyền; hai, ái sắc truyền; ba, ái vô sắc truyền; bốn, phận út truyền; năm, ngã mạn truyền; sáu, tà kiến truyền; bảy, giới cấm thủ truyền; tám, hoài nghi truyền; chín, phóng dật truyền; và 10, vô minh truyền. Dạ, con đã đọc xong, con kính mời vị kế tiếp. Nhưng
Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin đảnh lễ chư tôn đức ở trong room. Con xin kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được đọc ạ. Aparanitasa samyojana nikama raga samyojanang khawa raga samyojanang patika samyojanang mana samyojanang ditthi samyojanang silabbata parama sasamyojanang vitticitta samyojanang issa samyojanang maccariya samyojanang avidya samyojanang abhidhamme. Theo vi diệu pháp Abhidhamma, có 10 thần thúc dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sang tham. Và 10. Vô minh. Tassa kilesa lobho doso moho mano vitti vitikitta thinang udacchang ahirikkhang anuttapang. Có 10 ô nhiễm hay phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. A sa wa ti su pa ne sa ga ma pha wa na me na ta bát thu tu ca tăng ha a dip bê ta si lắp bát tạ tạ ra ma sô y tăng sắc cha phi nhị quê sô a tạ hoa tu ba đà năng chắc tạ xà tạ hoa thằng tích thi chắc mê quá tạ hút cha tí. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm, vân vân, tu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc, lòng tham ái dựa trên đó. Cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Sa thú, sa thú. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Nam mô Bích Tha. Dạ, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu và cảm ơn chị Meta, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Thina cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Nhật Quỳnh mến chào sư Tô Thị Phúng về vào đạo tràng. Dạ, Tô Thị Phúng có ôn bài không? Nếu có ôn bài thì Nhật Quỳnh xin nhận mít ra cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Tâu Thị Phúng ơi, hôm nay cầm mic được không?
Nếu mà cầm mít được thì mời, mệt mốt thì cũng đi. Dạ, Nhật Quỳnh tới giờ chót. Còn giờ thì Nhật Quỳnh ôm, hết giờ thì thôi không sao. Quý vị thì ít khi được cầm mít, nên cầm mít đi. Mời mời Tô Thị Phú nha. Dạ, Nhật Quỳnh thấy tín hiệu rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời mời Vinh Chánh Tâm, mời Pháp Muộn Lào Cai. Dạ, mời bằng tay quý vị ạ. Trước nhất thì con xin được ôn bài trước đoạn 1. Samuchaya Sangaha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Đo sát ta ti vi tha vụt ta vắt thu thầm ma sa lạc khá na tệ sẵn đa ni gia tha vô găng bác vắt khá mi sâm vụt cha văn. 72 pháp, 1 tâm, 52 tâm sở, 12 18 sắc thực tính, một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangaho misaka sangaho bồ thi bát kiya san ga ho sap ma san ga ho cha ti samut cha ya san ga ho cha tup bi thọ huệ di tập bồ tập yêu. Các phân loại phải được hiểu là có bốn. Tất yếu những loại bất thiện pháp, tất yếu những loại hỗn hợp, tất yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tất yếu những pháp linh tinh. Ca thằng Akusala sangha hệ ta quá chát ta rô a sa qua ca ma sa vô pha qua sa vô địch tha sa vô a quýt cha sa vô. Như thế nào để khởi đầu trong tất yếu những loại pháp bất thiện có bốn lậu hoặc? Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Năm, một bích thai giá. Dạ, con đã đọc hết đoạn một. Dạ, Nhật Quỳnh có sai, kính thầy và đạo tràng chỉ sửa. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh thấy có bàn tay xịt niệm từ, có bàn tay Pháp Nguồn Lào Cai, và mời bàn tay của Hà nữa nha. Hà, mến chào Hà mới về vào đặt đạo tràng. Dạ, kính mời niệm từ. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính lễ sư trí đức, con kính lễ quý chư tôn đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính lễ lễ thầy kinh, và con kính chào đạo tràng. Và con cảm ơn Sis Nhật Quỳnh, Sis Meta, Sis Thiền Ngũ đã cho con biết là âm thanh rõ. Và con xin đọc bài học hôm nay số 2. Chattaro Oka Kamukho Pavoko Bitoko Awichoko. Có bốn bọc lưu: một dục bọc, hai hữu bọc, ba kiến bọc, bốn vô minh bọc. Chattaro Yoga Kama Yogo Pawa Yogo Ditti Yogo Awicha Yogo. Có bốn rối buộc, cứ kết, dục kết,
hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chất ta rô ganh tha avicca ca gia ganh thô wa ba đô ca gia ganh thô si lấp patabara ma so ca gia ganh thô y đăng sắc cha phi ni huệ so ca gia ganh thô. Có bốn thắt chặt tứ phược. Một, thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược. Hai, thắt chặt vào quán ghét sân độc thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm giới thụ thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý ngã kiến thân phược. Chắc ta rô u ba đa na ca mu ba đa năng đích tu ba đa năng si lấp ba tu ba đa năng ác ta hòa đu ba đa năng. Có bốn chấp thủ, tứ thủ. Một, dục thủ. Hai, kiến thủ. Ba, giới cấm thủ. Và bốn, ngã chấp thủ. Cha ni wa ra na Nika mắc chanh đa ni quá ra nặng và bà đa ni quá ra nặng thì nam mít thằng quỳ quá ra nặng út thắt chá khúc út thắt chá khúc khúc chanh ni quá ra nặng quýt chi kích chà ni quá ra nặng á quýt chà ni quá ra nặng. Có sáu truyền cái chứng ngại. Một, tham dục cái. Hai, sân độc cái. Ba, hôn thủy cái. Bốn, trạo hối cái. Năm, hoài nghi cái. Và sáu là vô minh cái. Dạ, con có đọc xong. Đã đọc xong, con có sai mong thầy sửa lại dùm con. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh đã đưa bài học lên hôm nay. Bây giờ mời bàn tay của Pháp Nguồn Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, kính mời Pháp Nguồn cầm mic ạ. Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà có chút máy không? Giang Nhật Hà ơi, Giang Nhật Hà có chút máy không? Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, cảm ơn chị Vũ. Giang Nhật Hà có biết máy không? Chỉ cho Pháp Nguồn Lào Cai cầm mic, hình như là Pháp Nguồn Lào Cai bên cầm mic rồi. Bởi vậy không
Nhật Quỳnh chỉ chát ra được cái lời của Vinh Giang Nhật Hà thôi, không có thể nói đúng được. Lý do là Nhật Quỳnh không có dùng bằng phone nên không biết nói cho nó đúng. Để Nhật Quỳnh sẽ chát cái câu của đúng rồi, Hà chỉ dùm đi, phải rồi, mời Hà nghe. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Thầm Mà, Nam Mô Sàng Khai. Dạ, dạ con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính ảnh lễ Trí Tôn Đức Tăng, con kính chào các cô tu nữ, và con kính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ, nếu mà cô dùng phone á, thì ngay cái trên cái màn ảnh message đó, cô thấy có cái mũi nó kéo và có cái hình như là cái vòng tròn mà nó lũm á, vòng trăng á, thì cô bấm vô cái mũi tên mà nó đi về cái hướng bên tây trái, và khi cô bấm cái đó cô có thể thấy cái hình tròn thì nó lưỡi liềm ha, nó cũng bị khoét. Thì kế bên á thì nó có cái mic, nó có hình như là cái microphone đó. Rồi cô bấm vô cái microphone đó thì nó sẽ hiện lên, thì nó hiện lên cái màn, thì nó có cái chữ là hold to talk. Thì lúc đó cô phải cái bo nó màu xanh, thì cô phải dùng cái tay cô đẩy nó lên trên, đẩy lên trên nha. Thì đẩy lên trên nó sẽ lock cái microphone của mình lại, thì nó sẽ cho mình nói chuyện. Thì nó hiện lên cái bo nó màu đỏ, thì bắt đầu cô có thể nói. Và khi cô cũng muốn thả cái microphone đi, bấm cái chữ stop to talking thì nó sẽ thả cái mic. Dạ, thì con xuống cô dùng thử nha. Mời Xích Hà trả bài. Xích Hà ơi, Đạo Cai mời Đạo Tràng rồi, mời Hà nghe. Dạ, cô Như Quỳnh ơi, con ngoài đường nên con không có tiện nói, con không có tiện đọc, chứ nói ít thì được. Dạ, con trao mic lên cho con. Chị lắp pháp nguồn thử cầm mic lên lần nữa, nếu không được thì để mời thầy lên giảng bài nha. Dạ, mời pháp nguồn cầm mic thử lại lần nữa nha. Minh Giang Nhật Hà chắc để cái nít đây bận rồi không cầm mic được. Dạ, mời pháp nguồn. Cảm ơn pháp nguồn rất là nhiều, đã cố gắng lắm rồi nhưng mà không có cầm mic được. Dạ, cảm ơn Huynh Giang Nhật Hà, cảm ơn Xích Hà, dù mặc dù ở ngoài đường nhưng cũng cố gắng vào đạo tràng. Thôi, pháp nguồn cái gì để ngày mai thử lại ha. Dạ, dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh thấy không còn vị nào có thể cầm mic. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh... Dạ, thỉnh thầy. Dạ, mời thầy lên có thể cho điều hợp chương trình học ngày hôm nay được không thầy? Dạ, bây giờ Châu Nguyễn cũng chưa vào, mà hôm nay thì đạo tràng của chúng ta rất là vắng. Những vị mà giỏi giang thì coi như có việc gì mà lặng hết trơn rồi. Nên còn
trong này có mình chị Mata, chị Xích Đình Sì, Trần Nhật Quỳnh, Thiên Vũ cũng đỡ đỡ, có Nhật Quỳnh với Xích Thì Na thì thôi đó, phải không Thì Na? Thì đành chịu thôi. Thiên Vũ giỏi chứ không có giấu đâu. Dạ. Dạ, Nhật Quỳnh thấy vậy. Có Nhật Quỳnh với Thị Na, cầu vũ rất là lết lết không à. Dạ, mà thầy, dạ thưa thầy, dạ bây giờ thì không còn mà một bàn tay của vị nào nữa. Bây giờ thầy thấy sao? Một là cho đọc bài tiếp, hai là thầy lên giảng bài và kính thỉnh thầy. Rồi, sao thử sao thử. Trước khi bài học mới có vài câu hỏi nha, quý vị đủ vui có thưởng chút xíu, phấn khởi tinh thần. Rồi, câu số 1, ai làm thư ký ghi đi, câu số 1. Tâm và tâm sở. Tâm và tâm sở có bao nhiêu sự đồng? Tâm và tâm sở có bao nhiêu sự đồng và có sự khác biệt là gì? Tâm và tâm sở có bao nhiêu sự đồng và có sự khác biệt là gì? Và tâm sở có bao nhiêu sự đồng và có sự khác biệt là gì? Rồi đó, câu số 1 dễ quá ha, dễ quá rồi. Cô Bích Ta, rồi mời cô Bích Ta, trưởng lão trong trong lớp này, mà mời cô Bích Ta lên dẫn đầu cái ha, cho nó sơm tụ ha. Rồi mời cô Bích Ta. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, thầy cứ kêu con lên trước hoài, con run quá thầy. Dạ, để con đọc câu hỏi rồi con. Câu hỏi số 1, tâm và tâm sở có bao nhiêu sự đồng và có sự khác biệt là gì? Dạ, con nhớ thầy đã dạy rồi là về cái sự đồng thì có là tâm và tâm sở thì có đồng sanh, đồng diệt, đồng nương. Và ba cái đồng. Con không biết có cái đồng nào nữa không? Dạ, tới bốn lần hả? Dạ, thì con nhớ là đồng sanh. Đồng sanh rồi đồng trụ, rồi đồng diệt, đồng nương. Dạ, vậy đúng không thầy? Dạ, thầy cho con biết câu đó đi. Rồi con nói tiếp cái phần thứ hai. À, đồng biết. Dạ, đồng sanh, đồng diệt, đồng biết, đồng nương. Dạ, vậy là có bốn cái đồng. Nhưng mà nãy con mới nói là đồng trụ. Bây giờ, và sự khác biệt là gì? Dạ, cái này con tâm và tâm sở có gì khác biệt đây? Dạ, tâm và tâm sở... Theo con nghĩ thì tâm và tâm sở có sự khác biệt là không có bốn sự đồng và có sự khác biệt là hmm.
Dạ, cái điểm này con không biết thầy. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ. Đây, xa thấu, xa thấu. Đón được phần nữa, 4, 5 điểm. 5 điểm xa thấu. Rồi, mời, mời ai lên này. Ai lên này, giải thích tiếp coi. Mời Thiện Vũ. Thiện Vũ lên lấy thêm 5 điểm nữa là chưa chắn 10 luôn. Mời Thiện Vũ nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ, con xin kính chào thầy Kinh, kính chào đạo hữu. Thưa thầy, cái bài này con chưa được học, nhưng mà chị Meta nói có 4 cái tâm và tâm sở, có 4 cái đồng á, thì con không biết sự khác biệt giữa tâm và tâm sở, nhưng mà theo con nghe trong một vài bài pháp, con thấy tâm là cái biết cảnh, nhưng mà cái trạng thái biết như thế nào đó, ví dụ như thì nó phải có cái tâm sở nó mới ấy chứ. Con xin thầy giải cho con đi, bài này con chưa biết ạ. Rồi, xa thấu, ăn học dịch ha, không mới trả lời được ăn học dịch. Rồi, cái lễ xưa trang quá rồi. Rồi, mời các ai đây. Mời Tina đi, Tina rồi. Thì nào đâu, trốn đâu rồi, giơ tay lên, có sự khác biệt gì là lấy luôn thêm 5 điểm nữa coi. Thì nào đâu, im ru rồi, chánh tâm, chánh tâm đâu, alo, hôm nay kia sao im ru hết rồi, rồi lên đó, lên vai cái, à Tina kìa, Tina giơ tay tiếp rồi, mời Tina. Dạ, con kính đảnh lễ con ngôi tam bảo, con kính đảnh đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tu nữ, con kính chào thầy Kinh, con chào đạo tràng. Dạ, con cũng không có chắc lắm, nhưng mà con thì tâm và tâm sở có bao nhiêu sự đồng thì cô Mít là đã nói là đồng sanh, là khi tâm đồng sanh thì tâm sở đồng sanh với tâm, đồng diệt và đồng biết, rồi đồng nương căn à, thì nếu mà tâm nương căn nào thì tâm sở nương căn đó à, chẳng hạn như nương ở nhãn căn thì tâm sở cũng nương ở nhãn căn yeah. À, hoặc là nhĩ căn thì tâm sở cũng nương ở nhĩ căn. Rồi nếu mà còn sự khác biệt thì con nó tâm sở thì nó gắn liền với tâm, nương nơi tâm, nó không có lìa với tâm à, thì nếu mà tâm mà biết cảnh nào thì tâm sở biết cảnh đó. Dạ con chỉ biết như đó, thưa thầy có sai xin thầy sửa giùm cho con. Rồi, đúng gì không? Bốn sự đồng có ta nói rồi, giờ là nói lại bốn sự đồng, sự khác biệt thì cũng chưa có nói được gì ha, cũng gì không. Rồi mời thêm gì nữa đâu, ai đây, chánh tâm lên giải thích coi, nhìn ra chưa, nhìn ra vấn đề chưa. Rồi mời. Dạ, thì con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo và con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào thầy Kinh và con xin kính chào đạo tràng. Dạ, thì nãy cô Meta có nói thì có bốn sự đồng thì cũng đã nói rồi. Theo con nghĩ cái sự khác biệt của nó là giống như tâm là một cái thuần khiết, nó tinh khiết. Và những cái tâm sở là nó giống như là sữa hòa với nước, thì nó có thể sự nó khác biệt như thế, giống như là tâm sở nó có những cái sự
đặc tính của nó là cái sự trạng thái, cái phận sự của nó và cái nguyên nhân và cái nhân cần thiết của nó là những cái sự khác biệt của nó. Đó là như vậy, cũng như là khi tâm mà nó tâm thì nó bốn cái sự động, nhưng mà cái tâm sở khi mà nó đi những cái trạng thái về tâm tham, sân, những cái sự thiện hay bất thiện, hay những cái trạng thái, những cái phần sự đó, thì là nó có sự khác biệt. Tâm nó chỉ biết cảnh thôi, nhưng mà về tâm sở thì nó là những cái sở hữu riêng của nó, là giống như là nó đi về thiện hay bất thiện, hay là đi về tham sân si vân vân như vậy đó, thì cái đó là cái sự khác biệt. Dạ con xin giải thích cái đó. Dạ con xin xuống bích ạ. Cảm ơn thầy ạ. Xà thú, xà thú, hay quá ta, giỏi quá ta, 10 điểm. Rồi đúng vậy, tâm với tâm sở khác chứ, tâm là chỉ là biết cảnh đơn thuần đó. Mà tâm sở nó có trạng thái riêng biệt, mỗi cái nó có cái phận sự riêng của nó, cái giống như cái ranh giới hoạt động riêng của mỗi cái khác nhau ha, có sự khác biệt cho đó. Thứ nhất là vậy, thứ hai tâm là tâm, mà tâm sở là tâm sở chứ đâu có giống nhau được. Nó chỉ giống bốn cái sự đồng, đồng sanh, đồng diệt, đồng biết và đồng nương, là bốn sự đồng. Rồi quý vị nắm được chưa? Alo, mai chánh tâm số 1 ha, đoạt được quy chương vàng. Cô Diệp Quỳnh nắm được không? Alo, cô Meta nắm được không? Chưa nắm được luôn. Tâm và tâm sở có bao nhiêu sự đồng thì mình biết rồi ha. Đồng sanh với tâm, đồng sanh với tâm sở, đồng diệt với tâm sở, đồng nương với tâm sở, đồng biết với tâm sở. Hai cái đều bốn sự đồng. Nhưng mà nó có sự khác biệt. Thứ nhất là đơn thuần nhất khác biệt. Tâm là tâm, mà tâm sở là tâm sở. Chứ hai cái này đâu giống nhau được. Tâm là tâm, tâm sở là tâm sở. Rồi cái khác biệt nữa hơn nữa là tâm thì nó chỉ đơn thuần là biết cảnh vậy thôi. À, nó chỉ có một là đơn thuần là biết thôi. Nhưng mà tâm sở nó có nhiều. Mỗi một loại tâm sở nó có một cái trạng thái riêng, mỗi một loại tâm sở nó có cái phận sự làm việc riêng của nó, nó có cái ranh giới giới hạn riêng của mỗi một tâm sở nó khác nhau. Ví dụ như tâm sở xúc là làm việc là xúc chạm cảnh, nhưng mà tâm sở thọ là nó hưởng cảnh, hai cái nó khác nhau hết. Thì ra tâm sở nó có nhiều trạng thái khác nhau, nhưng mà tâm thì nó chỉ có một là biết cảnh thôi. Đó là có cái sự khác biệt của nó là ở chỗ đó. Còn lắm được chưa? Hiểu của ta, nắm được không ta? Được ha? Rồi, quý vị nắm được ha? Rồi. Học cái mùa mấy câu hỏi này mình nhớ lâu lắm. Học cho mình nhớ. Nhớ luôn. Số 2. Câu số 2. Ai viết đây? Thư ký này viết đây. Câu số 2. Tại sao tâm được định danh là, tại sao tâm được định danh là tâm tham, tâm sân, tâm si? Chấm hỏi. Tại sao tâm được định danh là tâm tham, tâm sân, tâm si? Chấm hỏi. Rồi, câu này dễ hụi ha. Ai lên lấy 10 điểm coi. Ai tình nguyện là lấy 10 điểm đi. Khỏi cần chỉ danh ha. Rồi, mời quý vị. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sàng Khai. Dạ, con kính lãnh lễ Chư Đức, Chư Tâm Đức Tăng, kính chào các cô tu nữ, con kính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ, con xin thử. Tại sao tâm được định danh là tâm tham, tâm sân và tâm si? Tâm thì giống như cái câu hồi nãy, như Thầy, nó chỉ có biết suông, nó biết cảnh thôi. Nhưng mà nếu mà nó đi với cái tâm sở nào á, như là tâm sở tham phần á, thì mình mới dính nó gọi là tâm tham. Nếu nó đi với sân
thì mình gọi là tâm sân. Nó đi với ngã mạng, tạo cử, phóng dật. Thì những cái đó, những cái trạng thái đó thì mình mới cho nó định danh là tâm. Tâm chỉ biết xu một cảnh, nhưng mà khi nó đi với những cái tâm sở mà nó có những phận sự riêng á, thì nó được định danh gọi là tâm tham. Nếu nó đi với cái tham phần. Dạ, đó là con cái phần con giải thích. Dạ, con xin cho mất ạ. Rồi, xà thử ha. Mười điểm, cho mười điểm. Là tâm mà được định danh là tâm tham, tâm sân, tâm si á, thì nó do cái tâm sở làm trưởng. Ví dụ tâm sở tham nó đồng sanh vô trong tâm thì được gọi là tâm tham. Tâm sở sân nó đồng sanh chung với tâm sở tâm gọi là tâm sân. Tâm sở si nó đồng sanh với tâm gọi là tâm sở si. Thì ba cái nhân tham, sân, si này nếu mà nó đồng sanh vô tâm á, nhân nào đồng sanh vô tâm làm trưởng á, thì nhân đó được gọi là cái tên đó, đặt cái tên đó. À, thì như vậy chúng ta có được cái tên là do tâm sở phối hợp với tâm thì nó mới đặt ra, định danh ra cái tên đó. Ví dụ như tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ chẳng hạn, thì nó có nhân tham đồng sanh vô, thì cũng là nhân chính là tham. Thọ hỷ nó có cái thọ và xong sẽ thọ nó đồng sanh chung. Hợp tà nó có tâm sở tà kiến đồng sanh chung. Rồi vô trợ hữu trợ đó thì nó có những cái trạng thái đồng sanh chung như vậy ha. Rồi như vậy cô Hà đã đáp trúng câu hỏi thứ hai. Rồi, 10 điểm, xà thứ. Rồi, câu số 3. Tâm thiện dục giới tịnh hảo là thực tính pháp hay phi thực tính pháp? Tâm thiện dục giới tịnh hảo là thực tính pháp hay phi tính pháp? À, kính lễ sư Tại Đức Mới Vô Rồi mà. Tâm thiện dục giới tịnh hảo là thực tính pháp hay phi tính pháp? Rồi, câu này dễ ủi ha. Nên lấy 10 điểm cái một luôn. Rồi, mời quý vị. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ cô quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào thầy kinh. Tâm thiện dục giới tịnh hảo là thực tính pháp hay là phi thực tính pháp? Dạ thưa, tâm thiện dục giới tịnh hảo là thực tính pháp. Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Cho biết cái này, tín hiệu đi. Chắc cho số 1 mà không chắc cho số 2. Chắc chưa? Dạ chắc là 5 điểm rồi, cho 5 điểm rồi, mời mời vị khác. Mời mời Pháp Nguồn Lào Cai lên thử được không? Nãy giờ bắt mic quá, đừng lên thử có được không? Rồi xin mời quý vị nha, ai lên được thì xin mời. Bổ sung thêm câu đó cho nó hoàn mỹ ha. Con thử mic thôi ạ. Dạ vâng ạ, để lát con trả lời sau thầy ạ. Không biết cả nhà có nghe được không ạ?
Im ru rồi, câu dễ quá, im ru rồi. Nãy Tina lấy được 5 điểm rồi, có ai lên nữa không? Lấy thêm 5 điểm là 10 điểm. Boss câu hỏi lại cho bà con ra coi cô Nhật Quỳnh ơi. Rồi. Rồi có câu hỏi đó rồi, mời quý vị nha, quan hỷ lên cho nó sâm tụ ha. Nam mô Bích Hai Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Con thành kính lãnh lễ để được pháp trang, để được tự đức cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Dạ, Nhật Bình thấy dạ, bàn tay chị Meta. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Mời chị. Dạ, Nam mô Bích Hai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con xin trả lời câu hỏi thứ ba. Dạ, để con xem lại đàng hoàng. Câu hỏi thứ ba, âm thiện dục giới tịnh hảo là thực tính pháp hay phi thực tính pháp? Dạ, con cũng đồng ý với Tina hồi nãy là nói âm thiện dục giới tịnh hảo đó là thực tính pháp. Bởi vì theo như bài trước đã dạy rồi là thực tính pháp thì gồm có tâm. Thì như vậy thì tất cả các tâm là 121 tâm. Rồi nói ngắn gọn là 72. Rồi nói ngắn gọn lại là 1. Thì cái tâm thiện dục giới này nó là một cái tâm thì nó cũng là thực tính pháp. Và nhưng cái tên của nó đó, theo con đây, con suy nghĩ nó hơi méo một chút mà không biết có đúng không. Cái tên của nó thì người ta đặt cho nó là phi thực tính pháp. Thì theo cái tên đó, cái đó là phép chân đế. Con nói lộn. Và cái đó là pháp chế định. Cho nên cái tên của nó là chế định, là cái tên là thiện dục giới tịnh hảo. Thì con nghĩ cái đó cũng là phi thực tính pháp. Nghĩ đơn giản vậy thôi mà không biết có đúng không. Xin thầy cho con biết ạ. Con xin xuống mình. Ai, xà thú, 10 điểm, 10 điểm ha, cô Meta chính xác ha. Tâm thiện dục giới tịnh hảo. Nếu mà nói theo trạng thái tâm, mà những loại tâm mà thực cái thực tướng đó, thì nó thuộc thực tính pháp. Mà, nhưng mà cái tâm, cái chữ mà ghi là tâm thiện dục giới tịnh hảo, nó là danh chân chế định mà, nó đâu phải là thực tính đâu, là từ ngữ thôi ha. Rồi đó, nó có hai mặt trong vấn đề này. Mình phải thấy rõ vấn đề nó như vậy ha. Rồi cô Meta thấy được vấn đề ha. Xa thứ, xa thứ. 10 điểm. Tina nãy được 5 điểm ha. Rồi, ok. Rồi, đúng rồi. Rồi, câu số 4. Câu số 4. Thiền sinh ngồi quán niệm phòng xẹp. Chấm 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 chấm. Phải. Thiền sinh ngồi quán niệm phòng xẹp. Khi bụng phòng, biết rõ bụng phòng. Phải.
khi bụng xẹp, biết rõ bụng xẹp, chấm. Rồi, cái này phân tích chân đế và thực đế. Phân tích chân đế và thực đế. Rồi, đây là cái vấn đề mà anh câu hỏi được đưa lên. Thì một thiền sinh ngồi quán niệm về phòng xẹp. À, khi bụng phồng lên thì biết rõ bụng phồng. Khi bụng xẹp xuống biết rõ bụng xẹp. Bây giờ mình phân biệt đâu là tục, đâu là chân. Ha. Cái này phân tích, ai phân tích hay được lấy 10 điểm ngon lành. Ha. Rồi, xin mời quý vị nha. Suy nghĩ cho kỹ nha, lại lên nha. Mày để ứng dụng trong cái pháp hành luôn á. Rồi, xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Thiện Vũ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ. Dạ, thưa Thầy. Con nghĩ cái câu thứ tư này, theo con á, thiền sinh ngồi quán niệm phòng xẹp, khi bụng phồng biết rõ bụng phồng, khi bụng xẹp biết rõ bụng xẹp, phân tích chân đế và tục đế. Thì trong câu hỏi này có hai phần, một phần là phân tích chân đế và một phần là phân tích tục đế. Thì về phần chân đế thì con thấy là khi mà hành thiền, cái tâm biết rõ được, cái tâm thấy được cái bụng của mình nó phồng lên, rồi thấy được cái bụng nó xẹp xuống, thì cái tâm biết rõ đó là chân đế. Và còn cái trạng thái cái bụng nó phồng lên, cái từ mà phồng rồi xẹp, thì đó là tục đế. Người ta đặt cho cái trạng thái của cái bụng nó phồng và khi nào nó xẹp xuống, người ta đặt cái từ của nó là phồng và xẹp, thì cái đó là tục đế. Con hiểu như vậy thì không biết có đúng không. Dạ, con xin trả máy lại cho Thầy. Rồi, xà thú 5 điểm, còn ai thêm bổ túc thêm gì nữa không, còn những chi tiết ở trong đó không, ai lên bổ túc thêm đi. Alo, lấy thêm 5 điểm nữa. Rồi, xin mời quý vị nha. Thưa Thầy, con xin được thử máy ạ, còn đúng sai không quan trọng ạ. Dạ vâng ạ. Con theo con thì về cái vấn đề phòng xẹp ấy, về thiền sinh đang ngồi như vậy, thì theo cái con thì về tục đế thì là một người đang ngồi hành thiền thì cái sự phòng xẹp của bụng đây thì gọi là phòng xẹp thôi, nhưng thực ra thì nó là bốn yếu tố của đất, nước, lửa, gió. Nếu mà nói về chân đế thì cái sự hoạt động của phòng xẹp đó là yếu tố của gió. Còn và cái tâm biết đó cũng là chân đế.
à, cái hoạt động của gió là chân đế ạ. Còn cái tục đế là nói về một người đang ngồi hành thiền, rồi thì phòng xẹt đó cũng là tục đế ạ. Đã, con xin được xuống mic ạ, mong thầy chỉ dạy thêm cho con ạ. Rồi, xà thú, xà thú, giỏi quá ta. Xà thú, hơi đếm. À, khi mà bụng phồng lên dẹp xuống thì cái đó là cái về hình tướng chế định, tôi về thực tế bụng phồng bụng xẹp, nhưng mà cái mà làm cho cái bụng phồng lên dẹp xuống cái đó là chính là bản thể gió, mà bản thể gió thuộc sắc pháp, mà thuộc về pháp hữu vi, là nó thuộc về chân đế ha. Và nếu mình thấy được cái bản thể gió chuyển động cái bụng phồng lên xuống thì lúc đó chúng ta thấy được cái pháp chân đế. À, và biết rõ, tức là tâm biết rõ, rồi tâm biết rõ cũng là pháp chân đế luôn. À, như vậy đó là cái câu mà chúng ta phân tích sơ lược là mình sẽ thấy được vấn đề nó như vậy ha. Rồi, xa thú về giỏi quá rồi. Xảy rồi ha. Rồi, giờ câu nữa, xong mình học ha. Câu số 5. Tâm vô nhân là tâm. Tâm vô nhân là tâm, mà trong đó không có các tâm sở cùng hiện hữu. Tâm vô nhân là tâm, mà trong đó không có các tâm sở cùng hiện hữu, mà chỉ có các sắc tâm mà thôi. Chấm hỏi. Tâm vô nhân là tâm, mà trong đó không có các tâm sở cùng hiện hữu, mà chỉ có các sắc tâm mà thôi. À, là câu hỏi người ta cho đưa như vậy, thì câu này có nên hiểu như thế nào? Rồi, xin mời quý vị Quang Hỷ lên giải thích cho ngon lành ha. Rồi, xin mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào thầy Kinh và kính chào quý đạo hữu. Dạ, thưa thầy, con xin trả lời theo hiểu của con là tâm với cả tâm sở thì bao giờ cũng đi cùng với nhau, không bao giờ có tâm mà không có tâm sở, nên kể cả tâm vô nhân thì nó cũng đi cùng với các cái tâm sở của nó, nhưng nó gọi là vô nhân tại vì nó là tâm quả nên nó không có cái nhân tham sân si, hay vô sân vô tham, vô tham vô sân vô si, mà nó chỉ là quả của những cái tâm thiện hay tâm bất thiện thôi. Chứ đấy là theo con hiểu như vậy, con xin thầy giảng cho con ạ. Rồi, thầy tưởng đúng ai già trật ha. Tâm vô nhân và tâm quả là trật rồi ha. Chúng được chút xíu. Cho bốn điểm rồi, mời quý vị khác lên bổ túc câu này coi. Dạ con thưa thầy, con xin được bổ túc thêm xem có đúng hay không. Dạ, theo con biết thì tâm vô nhân là tâm nó không có nhân, cho nên là những cái sở hữu nó sẽ không đi cùng với cái tâm này. Dạ, thưa thầy có đúng không ạ? Con xin được xuống mắt, mong thầy chỉ dạy thêm cho con.
trả lời chưa, đừng rõ ràng cho câu hỏi nha. Câu hỏi người ta hỏi là tâm vô nhân là tâm mà trong đó không có các tâm sở cùng hiện hữu, mà chỉ có các sắc tâm mà thôi, có đúng không? Giải thích cho rõ ràng ha, chưa được rõ. À, mời vị khác rồi, ai lên bổ túc cho mấy đầy đủ rồi. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào thầy, con xin phép được trả lời bổ túc thêm, có sai xin thầy sửa em cho con. Dạ thưa, câu hỏi là tâm vô nhân là tâm mà trong đó không có các tâm sở cùng hiện hữu, mà chỉ có sắc tâm mà thôi, thì tâm vô nhân là không là nó chỉ xuất hiện cho chính bản thân nó thôi, thì nó không có nhân đồng sanh chung với nó, là có sáu nhân là không có, là nhân bất thiện tham sân si, hoặc là nhân thiện vô tham vô sân vô si, mà nó vẫn có nhân sanh, nhưng mà nhân duyên thì không có cái không có nhân tham nhân sân nhân si, nhưng mà nó có cũng có bảy sở hữu biến hành nó đi cùng. Dạ con là nó không có những cái tâm khác như có sắc tâm, nói chung con chỉ hiểu như vậy thôi thầy. Rồi xà thứ hiểu mà nói chỉ được suôn sẻ ha. Alo quý vị nghe mà, alo nghe không nghe, ok rồi. Rồi câu này, tâm vô nhân là tâm mà trong đó không có các tâm sở cùng hiện hữu. Cái vấn đề này là từ phía này là trần phải không? Tâm nào cũng có tâm sở cùng hiện hữu đó, tối thiểu là phải có 7 tâm sở biến hành đồng sanh. Thì như vậy tâm vô nhân là tâm mà trong đó không có các tâm sở cùng hữu là sai, mà chỉ có các sắc tâm mà thôi lại càng sai hơn nữa. Sắc tâm là sắc vật chất, sắc do tâm tạo, thì lúc này không có trong tâm thì làm gì có sắc trong đó. Thì như vậy câu này là hoàn toàn sai ha. À, tâm vô nhân là tâm mà phải có những cái tâm sở đồng sanh chung với nó, mà không có cái sắc tâm trong đó. À, đó là vấn đề như vậy ha. Nắm được không quý vị? Được chưa? Rồi mời quý vị lên bổ túc thêm gì đó, bổ túc thêm. Thưa thầy, khi mà con đọc bản nêu thì con chưa được học đó, thì con cứ thấy là 12 tâm bất thiện thì nó sẽ cho ra là 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân, hay là những cái tâm thiện thì nó cho ra cái 8 cái tâm quả thiện vô nhân, nên là con tưởng tâm vô nhân là tâm quả, thì con xin thầy giảng cho con, thì con không hiểu chỗ này ạ. Xà thứ. Tâm vô nhân là gồm có mấy phần? Chia mấy phần quý vị chia dùm cho cô nó hiểu coi. Có mấy? Có ba. Rồi, thứ nhất là tâm quả bất thiện vô nhân. Ghi dùm luôn thư ký ơi. Thứ nhất là tâm quả bất thiện vô nhân. Thư ký nó mất rồi. Rồi, thứ gì là tâm quả thiện vô nhân? Thứ ba là tâm duy tác vô nhân. Rồi,
Như vậy qua ba cái vấn đề này, tâm vô nhân nó gồm có tâm quả và tâm di tác. Mà mình nói là tâm quả rồi, đặng rồi. Cô Pháp Nguồn là cái thấy được không? Tâm quả là chỉ có hai tên thôi, mà tâm vô nhân nó có tới ba lần, ba phần là phần tâm quả bất thiện, tâm quả thiện và tâm di tác. Mà mình nói tâm vô nhân là tâm quả là đặng rồi ha. Là bị rớt cái chỗ đó rồi ha. Lạc pháp liền à, cho nên học vi pháp học kỹ ha, để cho mình nắm rõ được cái vấn đề chính xác ha, chứ thôi nó lộn xộn cho mình. Quả là quả mà di tác là di tác ha, lại nói tâm quả rõ ràng nó tâm quả gì đó vô nhân thì mới bị trừ điểm đó. Rồi à, nắm được không? Nắm được pháp chưa? Nắm được chưa? Nắm được chính xác nha, chứ đừng sót mệt lắm. Rồi bài học tuần rồi đó, ổ Thiền Vũ hả? Thiền Vũ nói hả? Chứ không phải Pháp Nguồn. Ổ sorry Thiền Vũ nói sai. Rồi ai có ghi bài tuần trước lên đọc ngay quý vị, đọc học tới đâu rồi? Ai lên xin mời. Hai tuần trước đúng rồi, tuần rồi như là chỉ vấn đáp thôi chứ không có học. Rồi mời chị Na. Tina ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Tina cầm mic mà rồi có bàn tay mà không có mic. Dạ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Châu Nguyễn. Tina có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cảm ơn Thiện Vũ. Alo. Tina có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Con đọc nãy giờ hả? Con đọc nãy giờ thì giờ con cầm mic trở lại đi, không ai nghe hết. Dạ con xin sám hối, nãy giờ con đọc mà con quên mở mic. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào thầy, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc lại bài. Dạ. Chattaro yoga, mắc vào cột vào, yoga ách kết, ách đòn gông ở càng xe, bắt vào cổ trâu bò ngựa, kết thắt nút thắt dây kết oán. Yoga cột chặt chúng sanh vào biển khổ sanh tử. Số 1, dục kết, kama yoga, sự đam mê dục lạc, cục cứng không xa lìa. Sự chắc chặt, bám chặt, cục chặt vào các dục do không liệu tri ba pháp, vị ngọt, hiểm nguy và sức ly. Rồi Đức Phật dạy thì do không như liệu tri sự tập khởi, sự chấm dứt của vị ngọt, nguy hại, xuất ly, các dục, nên dục tham, dục hỷ, dục luyến, kamasneho, dục đam mê, dục khát ái, dục não, dục chấp, thủ, kamacho sa năng, dục ái trong các dục xâm chiếm và tồn tại, sanusseti, chi pháp là tâm sở tham trong tám tâm tham. Số 2, hữu kết, phát quá yoga, chúng sanh bị cột trói vào các sinh hữu, chúng sanh ái liếm dính chặt vào các hữu sắc giới và vô sắc giới. Chi pháp tâm sở tham trong bốn tham ly tà. Do không thư thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt của vị ngọt, nguy hại xuất ly các hữu, nên hữu tham, hữu hỷ, hữu luyến,
Thawat ne ho, hữu đam mê, hữu khác ai, hữu não, hữu chấp thủ. Thawat cho sa năng, hữu ái trong các hữu xâm chiếm và tồn tại. Sa nu se tí. Số 3, kiến kết, tích thí vô go. Những kiến chấp sai lầm cột chặt tư tưởng chúng sanh không thể thoát. Do không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt của vị ngọt, nguy hại xuất ly các kiến, nên kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến ái, kiến não chấp thủ, kiến ái trong các kiến xâm chiếm và tồn tại. Chi pháp là sở hữu tham, chống tham hợp tà. Và cái cuối cùng là vô minh kết, avijja yoga. Vô minh không hiểu rõ sáu xứ nên bị trói chặt vào vòng sinh tử. Do không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt của vị ngọt, nguy hại, xuất ly của sáu xúc xứ. Phát xa giác tá na năng nên vô minh vô trí avijja anya năng trong sáu xúc xứ xâm chiếm và tồn tại. Chi pháp là tâm sở si trong 12 tâm bất thiện. Dạ thưa con đã đọc xong, có sai xin xin thầy và đạo tràng sửa giùm cho con ạ. Đây, xa thứ. Lần sau đọc cho chậm chút xíu thì nè. Nhanh quá mình đọc theo không kịp. Từ từ câu cú rồi mình đọc chậm rãi chút xíu ha. Vừa đọc vừa chiêm nghiệm pháp luôn. Rồi, cái này mình tập tiếp ha. Số 4 là tứ phược chắc ta rô gành thá. Tứ phược chắc rô gành thá. Xuống dòng gành thá hai chấm bó buộc phược gành thá buộc phược. Là ý nghĩa cái chữ danh thá là bó buộc, là phước, sao là bó buộc ha. Rồi. Ủa, tự ghi nó mất rồi. Rồi, phước hình như này, phước C hay là phước T ba. Phước T như là đi phượt ha. Đây đi phượt. Rồi xuống dòng phượt hai chấm. Phượt hai chấm. Ràng buộc. Bị bó buộc. Sự đời. Ràng buộc. Bị bó buộc sự đời. Ràng buộc bị bó buộc sự đời. Rồi, danh phược hai chấm là bị danh câu thúc. Danh phược hai chấm bị danh câu thúc. Thì danh có buộc, danh cầu thúc ha, và danh phật. Rồi xuống dòng phước là bị bó buộc. Phước là bị bó buộc. Nhưng không thắt chặt lại như là ách kết. Phước là bị bó buộc nhưng không thắt chặt lại như ách kết. À, tức là khi mà những cái pháp mà nó sanh lên nó mang cái tính là trói buộc mình đó. Nó cột mình vô sự đời như là cái nó không có phải chỉ là siết chặt là như là cái ách chi kết, thì lúc đó được gọi là tứ phược, gọi là phược. Rồi câu Bali ha. Ca văn ganh thê ti tí, tức là bằng là ca văn ganh thá, có nghĩa là ràng buộc thành nhóm, là cột lại thành nhóm, gọi là cột
gọi là nhóm mà cột chắc lại thì kêu là ca giá ganh thác. Đó là một câu, những câu Pali để cho mình thấy ha. Một câu nữa. Ca dê nó ca dân ganh thên ti tí thì bằng ca giá ganh thác. Pháp cột chắc làm thành nhóm gọi là nhóm cột chắc. Tức là cột lại luôn, nhiều nhóm cột lại luôn ha, thì gọi là ganh thác, ca với ganh thác. Rồi đó là ý nghĩa sơ lược về những cái phước ha. Xuống dòng có bốn bỏ ra lại từ cái cho rõ ràng ha. Một là tham ái thân phược, avijja ca với ganh thô, tham ái thân phược. Rồi, hai, sân độc thân phược, uya ba đô ca giá ganh thô, sân độc thân phược. Rồi, số ba là giới thủ thân phược, si lấp bát tá ra ma sô ca giá ganh thô, si lấp bát tá ra ma sô ca giá ganh thô, giới thủ thân phược. Số bốn, ngã kiến thân phược, y đăng sắc cha phi ni quê sô ca giá ganh thô, bằng ngã kiến thân phược. Vì vậy về tứ phược chúng ta có bốn loại. Một là tham ái thân phược, hai là sân độc thân phược, ba là giới thủ thân phược, bốn là ngã kiến thân phược. Và là bốn pháp. Tiếp kịp chưa quý vị? Hello. Rồi, xuống dòng. Bắt đầu mình vô từng phần ha. Một, tham ái thân phược. Avijja ca giá ganh thô. Cho cái chữ nó bự lên ha. Một, tham ái thân phược. Avijja ca giá ganh thô. Rồi, bắt cái chữ Avijja xuống. Avijja. Hai chấm. Á phí là cao tột, cộng căn chê là đốt cháy. Phích cha cao tột căn chê đốt cháy. Chê, chữ hát e nữa, đây chữ hát e, chê, chữ dê, e, hát, y, chê. Rồi, đúng rồi ha, đó là Avijja là từ chữ Avij là cao tột, Avithamma là cao tột, là vi diệu, là thù thắng, Avij, càng chê là lớp trái. Vì như vậy chữ Avijja, hai chấm, tức là ngọn lửa tham ái.
thiêu đốt thân tâm một cách mạnh mẽ, thì gọi là Aficha. Aficha, ngọn lửa tha mái thiêu đốt thân tâm một cách mạnh mẽ. Aficha là tha mái, mà trong cái nghĩa này ta nói là ngọn lửa tha mái thiêu đốt thân tâm một cách mạnh mẽ. Aficha là tha mái, ngọn lửa tha mái thiêu đốt thân tâm một cách mạnh mẽ. Rồi, có bốn câu Bali nè, bốn câu này mình ghi vô ha. Nathira Gassamo Akki, không có lửa nào bằng tham ái. Và trong cái kinh mà Đức Phật giảng cho mình biết ha. Không có lửa nào bằng tham ái. Nathira Gassamo Akki. Câu số 2. Nathido Sasamo Gaho, không có ngục tù nào bằng sân hận. Rồi câu thứ ba, Natthimo Hasamang Cha Lăng, không có lưới nào bằng si mê. Câu số 4, Natthitan Ha Samana Di Anadi, không có sân nào như sông ái. Bốn câu này chúng ta thấy rõ cái vấn đề nó hiện ra ha. Tức là không có lửa nào bằng tha mái. Tha mái là lửa đốt cháy mà. Rồi không có ngục tù nào bằng sân hận. Rồi không có lưới nào bằng si mê. Si mê, lưới si mê nó bao trùm cả tam giới. Không có lưới nào bằng si mê. Và không có sông nào như sông ái. Dễ sợ. Và bốn câu này chúng ta thấy tham sân si được diễn tả qua những hình ảnh rất là tuyệt vời ha. Rồi, được chưa? Nathira Samo Akki, không có lửa nào bằng tha mái. Nathido Sasamo Gaho, không có ngục tù nào bằng sân hận. Nathimo Hasamang Cha Lăng, không có lưới nào bằng si mê. Nathitan Ha Sama Nadi, không có sông nào như sông ái. Rồi, sử dụng lấy cái chữ ca giá gành thá, hai chấm, ca giá gành thá. Có chữ đó chưa? Mày copy luôn. Có đó, ca giá gành thá. Nhóm cột chắc, ca giá gành thá, và nhóm cột. Nhóm cột chắc. Rồi, ý nghĩa của chữ ca giá ganh thá là nhóm cột chắc. Rồi cái nhóm nó bị cột, bị trói chứ không chắc lại ha. Rồi, Aficha ca giá ganh thô, tham ái thân phược. Hai chấm. Aficha ca giá ganh thô, tham ái thân phược. Hai chấm. Tham ái thân phược, hai chấm, là cột trói chặt, cột trói chặt thân danh sắc cả hiện tại và vị lai. Cột trói chặt thân danh sắc cả hiện tại và vị lai. Tức là ý nghĩa tham ái thân phược là một cái sự cột trói, nó cột trói chặt cái thân danh sắc của mình ngay trong hiện tại này. Nếu hiện tại mình bị nó cối trói, bị nó cột chặt lại, bị
cái thân tha mái này nó còn, thì ngay hiện tại và trong tương lai chúng ta dự nó còn có như thường. Cho nên đây gọi là tha mái thân phược, khích cha ca chứ gần thô. Cho nên chúng ta phải biết cái pháp này ha, nó là cái pháp mà cột trói mình trong hiện tại và luôn cả tương lai, nếu mình không tháo gỡ nó. Rồi xuống dòng, đầu dòng, trói chặt thân danh, thân danh, trói chặt thân danh và thân sắc, trói chặt thân danh và thân sắc vào sáu cảnh, trói chặt thân danh và thân sắc vào sáu cảnh, làm cho tâm, tâm sở và sắc bị bó buộc vào cảnh, làm cho tâm, tâm sở và sắc bị bó buộc vào cảnh. Rồi, ý nghĩa này cũng rất là hay nha quý vị. Tức là cái Apicca Kalyanto tham ái thân phược là nó mang ý nghĩa là nó trói chặt cái thân danh, tức là về tâm của mình, nó trói chặt cái tâm, trói chặt luôn cái thân về sắc pháp mình luôn, về thân về sắc luôn, về danh về sắc luôn, vào sáu cảnh, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nó trói chặt mình vào trong sáu cảnh đó, bị dính mắc vào trong những cái cảnh đó, tức là sáu cảnh này nó sẽ là cái đối tượng để nó trói chặt cái thân tâm mình, và nó làm cho tâm, tâm sở của mình luôn cả những cái sắc mà đồng sanh đi theo, những cái sắc đi theo tâm, tâm sở này bị bó buộc vào cảnh, bị trói vào trong cảnh đó luôn. Cho nên đây là trói nguyên một bó luôn, nó trói tâm, tâm sở và sắc pháp, trói mình vô trong cái cảnh. Cho nên tham ái thân phược này nó có một cái sự đặc thù của nó là nó trói một lượt ba cái luôn, tâm, tâm sở và sắc pháp bị trói cột vô ha. Được chưa? Rồi xuống dòng 10 pháp cột trói, hai chấm. Là cột trói như thế nào thì nó có 10 pháp cột trói. Rồi, đó là 10 pháp cột trói. Mẹ, Mata, mẹ là một sự cột trói. Cha, Pita là một sự cột trói, là thứ hai. Vợ, Pariya là một. Thêm một cái nữa là ba. Con, Putta là một sự cột trói cũng nặng nề lắm ha. Rồi, thân tộc, nhà tí, bạn, Mita, tài sản, Thana, lợi lộc, la pha sắc ca ra, danh vọng, giá xá và năm dục tăng trưởng, ca má gu ná. Thì như vậy đây là 10 cái pháp này cột trói mình, cột trói cả tâm, tâm sở và sắc pháp luôn, nó cột trói mình dính vào, nói chung là cột trói thân tâm của mình á, dính vào những pháp này khó mà chúng ta buông bỏ, khó mà chúng ta thoát ra được những cái này. Vậy ví dụ như giờ nói đi tu, bây giờ bỏ nhà để đi tu lên núi và tìm nơi vắng vẻ tu hành tấn đạt, nhưng mà đó là mình nói văn nói thôi. Nhưng mà khi mà mình muốn đi thiệt thì còn kẹt mẹ, còn kẹt cha, còn vợ, còn con, còn thân tộc, bạn bè, tài sản, đủ thứ chuyện hết, nó cột mình, nó trói mình đi không được. Rồi giờ có đi được, cái tâm mình vẫn bị cái danh mình vẫn bị cột trói, tức là cái tâm mình, thân danh mình vẫn còn nhớ nhung, vẫn còn này kia nó quyến luyến vợ đình, vợ con quyến luyến, cha mẹ quyến luyến, thân tộc đủ thứ, nó vẫn còn bị cột trói, mặc dù chúng ta đã ra đi, nhưng mà cái tâm mình, cái thân tâm, thân danh mình và cái tâm vẫn còn bị cột vào đó. Cho nên muốn thoát khỏi cái cột trói này thật sự không phải là một chuyện đơn giản, nó ghê gớm lắm. Cái tâm của mình nó bị những cái pháp này nó trói lại ha. Đi nhớ mẹ, nhớ cha, rồi nếu có vợ thì nhớ vợ, nhớ con, đủ thứ chuyện. Rồi đi đổ thừa nó là tại vì nghèo khổ, tại vì này kia nọ vân vân.
hoặc là tài sản lợi lộc mình còn nhiều quá, mình đi không được, uổng nữa ha. Hoặc là danh vọng, mình đang là người có tiếng tâm, có danh vọng sự nghiệp trong đời, mình đi thì tiếc nuối quá, là bị trói buộc ha. Hoặc là những cái dục, những cái sắc thinh dị xúc, những cái dục nó tăng trưởng, nó đang tốt đẹp, đang được hưởng, được vinh hoa phú quý, đang được ăn sung mặc sướng, đang được sống trong nhung lụa, thì giờ đi thì tiếc nuối, là nó trói mình lại. Thì như vậy 10 cái pháp này nó cột mình, nó cột cái thân danh thân sắc của mình, nó cột, nó trói mình, dính chùm lại ha, mà không nó thoát ra khỏi được. Cho nên muốn thoát được nó thì chúng ta phải có một cái, phải có một cái tính lực rất mạnh ha, một cái tuệ lực rất là mạnh và một cái tấn lực rất là mạnh thì mình mới thoát được nó. Còn không là chúng ta có thể thoát, mà thoát kiểu hình thức thì chưa là gì ha. Cho nên 10 pháp cột trói này phải có một cái sự suy nghĩ, mình phải biết rõ ràng ha, nó tất cả các pháp đều là vô thường, tất cả những cái pháp của vi này đều là đau khổ. Nếu mà mình còn dính mắc nó ngày nào thì chúng ta vẫn còn chìm đắm trong tử luân hồi, vẫn còn phải bị đau khổ. Đó là cái vấn đề mà khó mà thôi, cái này lắm, nói vậy nhưng rất khó. Ngay cả trong cái mẹ cha không là mình thấy đủ mệt rồi ha, rồi nói gì tới vợ con nó còn nặng nề dữ nữa. Cho nên rất khó thoát qua được cái này. Rồi xuống dòng chi pháp tâm sở tham cộng 8 tâm tham. Chi pháp tâm sở tham cộng 8 tâm tham. Rồi đây là lấy chi pháp theo bản thể là tâm sở tham cộng tám tâm, lòng sanh trong tám tâm tham ha. Thì trong tám tâm tham này nó có liên hệ đến sự cột trói, nó dính vào cái sự trói buộc trong những cái mẹ cha vợ con thân tộc bạn bè tài sản lợi lộc danh vọng sự nghiệp ha, những cái dục trưởng dưỡng. Đó là chi pháp của nó là tâm sở tham cộng tám tâm tham. Rồi đó là cái phần là về nói về cái tham, tham thân phược số 2. Số 2 là sân độc thân phược. Sân độc thân phược. Uyabado Kajagantho. Rồi đúng rồi. Cô thư ký này giỏi quá. Cô thư ký này lẹ làng ha. Cho cô thư ký cái bông đi quý vị ha. Để cổ quan hỷ, cổ vô room, cổ phụ cho quý vị. Cho lẹ. Thế rồi. Cô giận ngay, cô bỏ, cô đi luôn cái rồi. Đừng chặt cô thư ký giận nha. Rồi, rồi bắt giữ Uyabado xuống. Uyabado. Khoan, đợi chứ đi. Đây, copy cái này nó hay ha. Nó có hai từ ha, bia bà đá hoặc là bia bà đá hai chấm, bực tức, ác cảm, ác tâm, bực tức, ác cảm, ác tâm, đó là hai cái từ này ha, nó mang đồng nghĩa nha, về bực tức, ác cảm, ác tâm. Rồi, ghép vô rồi ha. Và bà đá cà nó gần sân độc phẫn quốc. Sân độc phẫn quốc. Sân độc phẫn quốc. Rồi. Dòng ra dòng sự sân giận quán thù trói buộc cả thân danh thân sắc, sự quán giận, sự sân giận quán thù trói buộc cả thân danh thân sắc, là nói chung là
Ở đây là một ý nghĩa nói một sự quán thù, quán giận, thù hằn hằn kết quán kết thù, trói buộc cả thân về 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 danh và thân sắc của mình luôn, trói buộc cả hai. Rồi xuống dòng. Chính pháp sân độc thân phược, chính pháp sân độc thân phược với chúng sanh do ác tâm, hai chấm. Chính pháp sân độc thân phược với chúng sanh do ác tâm, hai chấm. Thế là ok. Chính pháp sân độc thân phược với chúng sanh do ác tâm, là có chính pháp sân độc thân phược này đối với chúng sanh, à, nó do cái ác tâm phát sanh đó. Rồi đưa lên chép từ từ ha. Kẻ ấy đang làm hại đến ta là thứ nhất, do ác tâm mà nghĩ ha. Kẻ ấy đã làm hại đến ta, kẻ ấy đang làm hại đến ta, kẻ ấy sẽ làm hại đến ta, và ba cái đầu ha. Kẻ ấy đã làm hại đến ta là quán thù, nó cột quan trái với những người này. Kẻ ấy đang làm hại đến ta, người đó đang làm hại đến mình, rồi kẻ sẽ làm hại đến ta, tức là người nó sẽ làm hại đến mình trong tương lai. Đó là ba cái đầu. Rồi kẻ ấy đã làm hại đến người thân của ta, và là bắt đầu liên hệ đến người thân của mình, mình cũng khởi lên ác tâm, cột của trái quan trái với nó. Kẻ ấy đang làm hại đến người thân của ta, kẻ ấy sẽ làm hại đến người thân của ta. Rồi nhóm sau, ba nhóm sau. Kẻ ấy đã làm lợi đến kẻ thù của ta, cái này cũng là cái độc đáo ha. Làm lợi đến của mình là mình cũng hận thù, tức quán thù ha. Kẻ ấy đang làm lợi đến kẻ thù của ta, kẻ ấy sẽ làm lợi đến kẻ thù của ta. Đó là chính pháp sân độc phược đối với chúng sanh do cái ác tâm của con người ha. Những pháp này mình thấy nó ghê gớm, nhưng mà vẫn có thiệt, nhưng mà vẫn có những người ta có những cái tư tưởng này và thù hằn người khác một cách ghê gớm. Và ngay cả giờ nó liên hệ đến không phải mình mà liên hệ đến người khác, người thân mình, hoặc là đến người với kẻ thù của mình, mình vẫn kết quan kết thù, kết quán kết thù hay được. À, con người mình ghê thì con người mình phải nói là không ai ác bằng con người ha. À, ác ghê lắm. Có thể làm những cái chuyện mà có thể nói mình không nghĩ ra được mà vẫn có người làm được, rất là kinh khiếp ha. Là hại mình thì mình còn không thể nói được, bây giờ hại mình tức thù hằn, nó làm hại mình, nó tìm cách này kia, nó sẽ làm hại đến mình, hoặc là nó đã làm hại mình thù đó, thì nó cũng còn có thể nói được. À, hoặc là nó đang làm hại đến mình tức tối rồi, nó nghĩ cách này làm hại mình tức mình thù hằn, mình kết quán kết thù đó, ok. Nhưng mà với người thân của mình cũng vẫn như vậy thôi. À, người thân người này kia, bà con thân thuộc của mình, mình cũng vẫn thù oán như thường, vẫn khởi lên cái tâm là hận thù, cái tâm là tàn sát với nhau ha. À, rồi đến kẻ thù của mình, kệ nó chứ, mắc mới gì, nó làm lợi đến kẻ thù mình, mắc mới gì mình, mà mình cũng lại tức, làm lợi những kẻ thù, nổi tức lên, điên lên ha. À, mình quán giận. À, thì chúng ta thấy là những này thường thường mình thấy trong phim ảnh nó nhiều ha. À, phim ảnh là chiếu người ta dựng tuồng dựng đích này, phim kiếm hiệp, phim võ thuật, phim làm ăn business nè, thù quán nhau, trả thù cướp nhau, thì mình nghĩ trong phim nó nặng nề thôi, nhưng mà thật sự ngoài đời cũng dữ dằn lắm. Các vị mình xưa gặp những người này là mình sợ lắm á. À, người ta kết thù kết quán nhau ghê lắm, mặc dù cái chuyện nó không ra vậy chứ mà nó vẫn thù quát được. À, thành ra mình thấy cái tâm của
của phàm phu tục tử mình là không thể tưởng tượng nổi, nó là đa dạng ha, nó khủng khiếp lắm. Làm từ thiện này kia rồi bị tố, bị kia đủ thứ, rồi gian manh, rồi chặn chặn ngăn bớt rồi kia, rồi người ta làm kệ người ta, mắc mới mình cũng thù hằn tức nói đủ thứ. Tôi nói không có chuyện gì mà con người mình không làm được hết. À, dễ sợ lắm. Rồi ngay cả người ta giỏi hơn mình cũng tức. À, người ta học giỏi hơn mình cũng tức. À, ví dụ hợp pháp thì người này giỏi hơn mình cũng quê gà tức, tại sao mày hơn tao, người ta buồn mình tức. À, làm MC giỏi hơn người MC kia cũng tức, tâm mình nó thù hằn nó ghê lắm, nó hận thù nó khủng khiếp lắm. À, chính cái pháp sân độc thân vượt này nó tàn sát, nó làm hại mình ghê lắm. À, nếu mình không hiểu pháp, không biết pháp thì nó sẽ khủng khiếp lắm. À, nó đốt mình đó. Cái tâm sân nó đốt cháy cái tim can của mình rất là nhiều. À, mình không khéo tu học con này kia thì tự mình hủy hoại mình đó, tự mình giết mình. À, không có gì đau khổ bằng chính mình giết mình đó. Tự nhiên mình thù hằn tan chi, làm gì thôi kệ vậy, làm gì chuyện đó mắc mới gì mình đó, qua rồi thôi. Ví dụ người ta lỡ hại mình là thôi, chuyện đó cho qua đi. À, chứ không rồi, mình đâu có chịu đâu. Đụng tới mình cái biết liền không? À, đụng tới cái ta của mình cái, đụng tới tài sản của mình cái là mệt liền ha. Mà đụng tới bà con thân thuộc con cháu gì của mình là thôi. À, người ta kêu là gì đó, xù lông nhiếm ha. Nói xù lông nhiếm là kết thù là 10 năm trả thù chưa muộn ha. Là Tàu nó dạy, nó đưa ra những cái câu mà phải nói là làm cho con người ta bị nhiễm đắm trong những cái câu đó, là thù này quyết trả 10 năm chưa muộn. Đó, nhưng mà thấy sự kết quán cái thù ghê gớm lắm. À, cho nên khi mình học pháp, những cái pháp này mình phải thuộc lòng, phải nhớ. Nhớ đây là những cái ác pháp, những cái mà nó có trói cột mình vô trong dòng sanh tử luân hồi, nó nhấn chìm mình xuống trong những cõi khổ, chứ không phải chuyện đơn giản. Quả chuyện là mình chỉ hai lời đó, mình trả thù lại là xong, không có đơn giản gì đâu. À, mà nó đè mình xuống luôn, nhấn mình xuống trong bể khổ. Mà khi mình bị rơi xuống trong bể khổ rồi thì ai chịu? Mình chịu thôi chứ ai chịu, quý vị. À, mình làm là mình gân thì mình ắt nhặt quả là mình phải chịu thôi. Mặc dù mình nói thì pháp đời tức là nó làm hại mình, bây giờ mình trả thù. À, nhưng mà cái sự trả thù của mình là mình đã gieo nhân ác. Mình gieo nhân ác rồi thì chịu khó chờ ngày nó cho kết quả thì mình ráng chịu ha. À, nhưng mà đây chúng ta phải biết đó là học pháp mà nắm được nhân và quả. Ví dụ như mình bị người đó hại mình thì phải nói rằng, phải biết rằng là mình đã từng hại người khác. À, bây giờ mình mới bị cái quả này, mới bị. À, mình có trí tuệ, mình thấy được cái vấn đề nhân quả vậy thì thôi. À, mình đừng có chấp nhất nữa, mình hãy dùng tâm từ mình bỏ qua những cái đó, thương yêu tất cả chúng sanh, hoặc là mình gỡ cái sự mà thù hằn nan giải này. À, bằng cách mình khéo tác ý, mình suy nghĩ là nếu mà mình khởi lại cái hận thù, mình trả thù lại cái này thì mình sẽ gieo tiếp nhân ác tiếp, thì như vậy chúng ta sẽ đau khổ dài dài, đau khổ dài dài trong tương lai. Bởi vì tại sao mình thấy rất là nhiều người sống rất là đau khổ ha, sanh ra bị đủ thứ chuyện. À, tai nạn rồi bị què chân, cắt chặt tay què chân rồi, đuôi mắt đuôi xe đụng đủ thứ chuyện. À, thì tất cả những cái đó đều là do có nhân có quả hết. À, cho nên khi mà mình bị người khác hại mình thì mình phải dùng trí tuệ suy xét vấn đề này. À, mình đừng có tìm cách mình hại lại, đừng tìm cách cột quan trái lại nha, đừng tìm cách mà cứ mà vòng vòng ha. Mình người ta hại mình là mình bị quả rồi, mình từ cái quả này mình khởi lên cái tâm ác rồi mình là tạo nhân mới nữa. À, cứ như vậy mình cứ làm riết là con người mình càng lúc nó càng đi xuống, càng lúc nó càng đi xuống. Và chúng ta thấy rằng cái sự lợi ích đâu không thấy, mà thấy cái sự đau khổ thôi. Giờ mình có trả thù được nữa thì mình vẫn đau khổ, mình đập nó, mình đánh nó, mình trả thù nó, mình vẫn đau khổ như thường. À, mình về mình nằm cũng khổ sợ, mình cũng lo âu, cũng sợ nó trả thù lại chẳng hạn. À, như vậy là chúng ta thấy là sống những cái ác pháp thì cái sự đau khổ luôn luôn nó đeo bám mình ngay trong cái đời sống hiện tại mình.
Và khi nào nó cho quả một cái thì lúc đó chúng ta mới thấy là thấy quan tài mới đổ lệ ha. Thì đó, ở tù do xong đâu có đơn giản, vô tù nó quýnh, nó đập, nó tra tấn, hành hình đủ thứ, rồi trong tù tạo bao nhiêu ác nghiệp, rồi vô trong đó là mình phải giữ lại chứ mình đâu có hiền được. Vô tù mình vô đó, tôi kêu là cái chỗ, cái trú xứ, cái chỗ mà để làm nhân làm duyên để cho ác bất thiện pháp sanh tiếp nữa. Vì như vậy chúng ta thấy là nó ghê gớm lắm, cái pháp nó đi khủng khiếp lắm. Nếu mình không khéo, mình bị rơi vô trong cái dòng luẩn quẩn thì nó sẽ quân mình và từ chết tới bị thương, khó mà thoát ra được. Càng về xấu chừng nào thì nó càng nặng nề đấy, càng phải trả ra những ác quả dữ này. Mình trả thù xong mình thỏa mãn cái thù hận của mình, nhưng mà khi mà nó tới một cái là quả chỗ một cái là, thì ở tù một cái là thấy đời thay lương ha. Rồi vô trong đó là không biết bao nhiêu chuyện ha. Mỗi một ngày chúng ta phải trả biết bao nhiêu giá, đủ thứ chuyện trong đó, rồi chưa yên còn nhiều thứ lắm, nhiều đời, nhiều kiếp sau, nó cứ kéo dài. Cho nên cái pháp, những cái pháp ác về sân độc thân phượt, nhớ mà mình làm sao mình đừng bị dính vô không. Giờ nếu có lỡ mà có người nào hại mình thôi, mình do cái nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, giờ mình phải chịu lãnh vậy thôi, mình bỏ qua. Đó là vấn đề như vậy ha. Rồi chi pháp đó là tâm sở sân cộng hai tâm sân, đó là chi pháp. Chi pháp tâm sở sân cộng hai tâm sân, nó đơn giản ha, mình thấy có hai tâm sân ha. Nhẹ hiểu ai về hai tâm sân này nó quýnh, nó tấn công mình từ chết tới bị thương, từ lành lặn cho tới què quặt, tới mình đi mình bò lăn bò lết té tôi ha, bị xuống những cái cõi khú địa ngục ngạ quỷ này kia là kinh khiếp. Cũng hai tâm sân này, có hai thằng đó, có hai sân đó. Và nó làm mình điêu đứng trong cuộc đời. Cho nên mình thấy rõ những ác pháp. Tham là một ác pháp, sân là một ác pháp, si là một ác pháp. Mình phải biết nó giảm được nhiều hay nhiều, càng giảm càng tốt. Chứ không còn khổ lắm cái gì. Cuộc đời mình đã trải qua biết bao nhiêu cái sự đau khổ. Ai càng sống tuổi càng lớn có thấy qua biết bao nhiêu sóng gió, dập nhiều đau khổ. Nếu mình không có phước thì giờ này mình không ngồi đây đâu. Mình không có phước, mình không có ngồi được đây yên tĩnh học hỏi giáo pháp Đức Phật, biết được đâu là ác, đâu là thiện, biết tránh né những cái thiện pháp, những ác pháp để mình có được những thiện pháp. Thì phải nói là mình rất là phước, cũng rất là lớn. Bây giờ lúc này mình mới còn ngồi đây được, chứ nếu không là chắc cũng tiêu tùng rồi, đi theo lâu la hết rồi mà. Cho nên đây là phước báo của chúng ta có được, mình nên biết trân quý những cái gì mình có được. Phật pháp là giúp cho mình để mà thoát khỏi những sự đau khổ. Đây là một cái giáo pháp mà phải nói là chân chánh một cái giáo pháp tối thượng trong tất cả những giáo pháp, bởi vì nó là thực tế, nó là thực tiễn, giúp cho mình là xóa đi những cái ác pháp trong tâm của mình và giúp cho mình được thành tựu những cái thiện pháp và thành tựu được những cái cứu cánh giải thoát. Đó là một cái giáo pháp là có một không hai trong thế gian này. Đây là cái phước chúng ta rất là lớn mà giờ lúc này chúng ta gặp được ha. Phải biết trân quý như vậy, cố gắng trân quý những cái pháp mình đọc ha. Rồi hôm nay mình đọc tới đây thôi, tuần sau mình học tiếp cái số 3 là giới thủ thần Phật, là cái số 3 tuần sau tiếp ha. Rồi do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sắc lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Bà Giá, nam mô Sơn Khà Giá. Xin mời MC. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng đồng trung thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, rất là lợi ích để đạo tràng được học và hành theo thì được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy. Dạ, con không biết đại đức Pháp Trang có chút máy không mạch sư?
Nếu sư có trước má, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Và con kính tri ân sư đã cho con biết được tín hiệu. Bụt tà măng ghê nà quảnh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tà măng bụt thể vô khà lì tở đô sơ bụt thơ khà mà tù tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tà măng ghê nà quạnh đê hăng thẩm manh chánh đức quý thần hòa răng thẩm mê vô khà lì tô đô sơ thẩm mô khà mà tù tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi cho con. Uất tà măng ghê nà quạnh đê hăng sanh khanh cha đư vi tho tà măng sanh khê vô khà ni tô đô sơ sanh khô khà mà tù tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ. Có ngày chư Đức. Xin kính chào đại đức tại đức. Xin thân chào toàn thể quý tu nữ và chư Phật tử. Từ đây xin được phép đại diện chư tôn đức tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng. Nam mô Phật Thầy Giá. Phavatusa pamangalanga kantusa bade watasa papuatana fave nasada soate favantute favatusa pamangalanga kantusa bade watasa patamana fave nasada soate favantute favatusa pamangalanga ra can tu sa pa de va ta sa pa sang ca nu pa ve na sa da sa ti pa van tu te tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hậu chỉ đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng. Các sự an là thường thường đến người cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thảy. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thay, dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu về kha re bơ thi kha re ta hình ta hình. Ta tham ma đa ne na pa quan tu bu chi ta sa thình ca rơn te tha vi ha ra mạnh đa lê thể ra cha ma cha na wa ca cha phi ca vơ sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha e sa ra sa ba na phu ta su khi ta pa quan tu te cha ra bu cha ye vi cha an tha sam pa wa san se ra cha ta a tha vơ va ba ti ca nếu già ni càng thầm mà qua răng mà tích chặt tê sạp bê bi đu kha sa kha rơn thư sang kha văn
Tha tu chi ram sa tăng tham mô tham ma tha ra cha phô ga ra sẵn gơ hô tu sa mắc gơ và a tha ya cha hê ta ya cha âm hê ra cơ ta sa tham mô sa bê vi tham ma cha ri nơ vụt thịnh sa ma bù nay ya ma tham ma đi dập ma quê đi tê. Ngưỡng cầu ca đến chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cũng dân rồi xin hầu độ chư tăng cửa từ ẩn nao phư cần hạ xa tỳ khu chúng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quần được phần an khương chúng sanh bốn loại không lường nọn thai thấm hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chung các hàng hòa nhau nay thêm hầm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật soi giao truyền. Nam mô Bụt Tha, chúng con thành kính đảnh lễ dân hòa phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chùa Pháp Luân, chư thiên xung quanh nhà thầy kinh, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh năng bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thời dùng lòng điều nhau cả thảy. Ý đăng muôn nhân ni ban ác sa bát cha yo hồ tu, ý đăng muôn nhân ni ban ác sa bát cha yo hồ tu, ý đăng muôn nhân ni ban ác sa bát cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quang lâm vào trung chứng minh cho chúng con được học kia diệu pháp để chúng con được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ chân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, đến với thầy kinh, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, trợ duyên thầy kinh được an vui trong đời sống, phạm hạnh được an vui trong đời sống hiện tại. Nhật Quỳnh kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thầy kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thịnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, với thầy kinh, với quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn thầy kinh, kính cảm ơn Châu Nguyễn, kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc thầy kinh, kính chúc anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính chào tạm biệt đạo tràng, để trong ban điều hành chúng con để bài kinh Châu Báo.
Sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rừng. Kính chào tạm biệt đạo tràng.